Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Không ai lã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi nói đến thập giá, không ai trong chúng ta mong muốn mình sẽ vác thập giá. Và không những là mong muốn đâu, mà nhiều khi chúng ta sợ hãi và chúng ta cũng muốn khước từ thập giá. Bởi vì nhiều khi, rất nhiều khi, thập giá nó quá nặng nề đối với cuộc sống của chúng ta. Và rất nhiều khi thập giá nó trở thành vô lý. Đôi khi thập giá nó trở thành khắc nghiệt. Điều ấy nó không có lạ gì thưa anh chị em, bởi vì đối với người Do Thái, thập giá khởi đầu nó là một hình phạt, là một án tử cho tử tội. Và thập giá là một điều không thể chấp nhận được, là một thất bại, là một sự điên rồ. Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta đã bị liệt vào hàng tội nhân và đã bị đóng đinh trên cây thập giá. Nếu chúng ta chỉ nói về những khổ đau, nếu chúng ta chỉ nói về những thất bại, thì quả thật thập giá là điều khó tưởng tượng và khó chấp nhận. Nhưng có một điều khác biệt rất lớn lao là thập giá ấy đã được Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa của chúng ta đảm nhận lấy vào trong chính cuộc đời của mình. Thập giá của Đức Giêsu không chỉ bắt đầu từ khi Ngài bước vào trong vườn cây dầu đâu, mà đã khởi đi từ rất sớm, từ lời tiên báo của ông già Simeon khi Đức Trinh Nữ Maria bế con của mình đến đền thờ để dâng cho Thiên Chúa. Đứa bé này sẽ là duyên cớ cho nhiều người vấp phạm và là duyên cớ cho nhiều kẻ trỗi dậy. Và cứ thế, những lời tiên báo về thập giá của Đức Giêsu lớn dần với thời gian cùng với tuổi tác của Ngài, và cũng nặng dần với thời gian với sứ vụ của Ngài. Thập giá ấy đã trở thành thánh giá vì Con Thiên Chúa Đức Giêsu đã bị đóng đinh treo ở trên đó. Với người đương thời nó là một hình phạt, nhưng thánh giá nó trở thành
biểu tượng của tình yêu mà Thiên Chúa muốn diễn tả đối với con người. Nó là ngôn ngữ, nó là hình ảnh mạnh mẽ nhất của việc Thiên Chúa đã yêu thương con người như thế nào. Ở trong cuộc đối thoại ngắn ngủi ngày hôm nay giữa Chúa Giêsu với ông Nicodemo, chỉ có 4 câu thôi, từ câu 13 đến câu 17, nhưng đã cho chúng ta thấy hết được tấm lòng của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào. Và chúng ta biết rất rõ rằng là giữa khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người là một khoảng cách không thể lấp đầy, không thể bước qua được. Không phải vì chúng ta sống tốt lành, không phải vì chúng ta sống đạo đức mà chúng ta được bước vào cái thế giới của Thiên Chúa, mà chúng ta được bước vào, chúng ta được kể vào thành phần con cái của Thiên Chúa là bởi vì Thiên Chúa đã đến với chúng ta, đã ở với chúng ta, và Ngài đã mang lấy thân phận con người giống như chúng ta. Và không những như thế mà sự hiện diện của Thiên Chúa còn diễn tả một điều sâu xa này: Thiên Chúa yêu thương thế gian, Thiên Chúa yêu thương con người, trong đó có chúng ta, và Ngài đã yêu thương cho đến cùng. Tôi xin đọc lại lời tin mừng ngày hôm nay: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Người cha yêu con của mình đến nỗi chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình. Người mẹ yêu con của mình chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình. Người vợ yêu thương người chồng, gia đình của mình đến nỗi chấp nhận mang lấy những khổ đau, vất vả cực nhọc, ngày nắng hai sương để chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban người con một. Thánh giá là biểu tượng của tình yêu, mà ở trong tình yêu đó chúng ta thấy nổi bật lên sự vâng phục của Đức Giêsu với Thiên Chúa Cha đấng đã sai Ngài đến thế gian này. Xét về mặt nhân loại, Chúa Giêsu đủ khả năng để thành tài, để thành công, và vì Ngài có nhiều khả năng để quy tụ con người, Ngài có nhiều khả năng để đứng giữa con người và làm rất nhiều chuyện cho họ. Nhiều người, rất nhiều người đi theo Chúa, nhưng đấy không phải là điều mà Chúa Cha muốn. Thánh giá của tình yêu là thánh giá của sự vâng phục. Chúa Giêsu vâng phục Cha của mình cho đến cùng. Và trong sự vâng phục ấy, chúng ta lại thấy sự yêu mến của Thiên Chúa đối với Cha của mình. Không lúc nào mà Chúa không xây dựng, không dành thời gian để kết nối với Cha của mình qua đời sống cầu nguyện. Không lúc nào mà Chúa không để cho ý muốn của Chúa Cha hiện lên sáng tỏ ở trong cuộc đời của mình qua những phép lạ, qua những hành vi cử chỉ mà Ngài đến với con người, qua những lời rao giảng và qua những giây phút Chúa Giêsu phải đối diện một cách quyết liệt nhất với khổ giá của mình. Ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy được sự hiến mình cho đến tận cùng vì yêu thương con người. Chúng ta có thể hỏi rằng tại sao Thiên Chúa lại yêu thương mình như vậy? Tại sao Thiên Chúa lại yêu thương chúng ta như vậy? Có phải vì chúng ta làm được điều này hay vì chúng ta làm được điều kia? Hay có phải vì chúng ta có cái này hay vì chúng ta có cái kia? Thưa anh chị em, không. Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta có cái này hay vì chúng ta làm được điều này hay điều nọ. Ngài yêu thương chúng ta vì chính chúng ta, vì chính bản thân tôi, vì chính bản thân mỗi người chúng ta.
vì chính cái cá nhân, cái cá vị của chúng ta. Và Ngài không so sánh chúng ta với bất kỳ một ai khác hết. Ngài yêu thương chúng ta vì chính mình. Cho nên trong Kinh Thánh có dùng cái từ là Thiên Chúa yêu thương chúng ta với một tình yêu, nhưng không đó, là không vì bất cứ một điều kiện nào cả, không vì một điều gì hết. Cho nên Thánh Giá là chính tình yêu của Thiên Chúa, không chỉ là biểu tượng mà là chính tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian, đối với con người, đối với chúng ta. Trong đó có tôi và có anh chị em. Cho nên khi chúng ta cùng với hội thánh cử hành lễ kính suy tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta không suy tôn sự đau khổ, chúng ta không tôn thờ sự đau khổ, mà chúng ta suy tôn tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, đối với chúng ta. Một tình yêu không cần phải đáp trả, một tình yêu không vì bất cứ một lý do gì. Và tôi dùng cái từ gọi là đỉnh cao của tình yêu ấy là khi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập giá. Và ở dưới chân thập giá có mẹ của người. Ở trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul II, khi Ngài viết về mẹ Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha đã dùng cái từ gọi là tự hủy. Mà trong bài đọc 1 lúc nãy chúng ta nghe đọc, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng của Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người tần thế. Người lại còn hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đức Giêsu đã tự hủy bản thân mình, và Đức Maria cũng bước vào con đường tự hủy giống như thế. Làm sao khác được? Bởi vì về mặt nhân loại, Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng trong lòng tin thì Đức Trinh Nữ Maria là môn đệ của Chúa Giêsu, của Đấng Cứu Thế. Mẹ cũng sẽ phải bước qua con đường tự hủy giống như thế. Mẹ tự hủy trong việc hiến dâng cho Thiên Chúa cuộc đời của mình. Mẹ tự hủy trong việc chấp nhận trở nên nghèo khó tột cùng, nghèo khó của việc không còn giữ lại cho mình bất cứ một điều gì là của mẹ, là của mình. Mẹ tự hủy trong việc quảng đại đối với Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì mẹ là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ của con Thiên Chúa, cho nên chắc là mẹ sẽ được ơn này ơn kia để miễn phải những cái đau khổ này đau khổ kia chứ. Thậm chí có thể mẹ còn không phải lao động vất vả cực nhọc nữa kia. Chúng ta thường nhìn Đức Trinh Nữ Maria dưới khía cạnh đặc ân. Điều đó đúng nhưng mà chưa đủ, thưa anh chị em. Mà chúng ta được mời gọi hãy nhìn Đức Trinh Nữ Maria, chiêm ngắm mẹ với cái nhìn đức tin. Một người được Đức Giêsu dẫn đi trong hành trình đức tin của mình. Nó không chỉ là đặc ân mà là việc chấp nhận hủy mình ngày mỗi ngày, để cho ngày càng gần Thiên Chúa hơn, ngày càng sáng tỏ hơn về hành trình đức tin của mình đối với Thiên Chúa khi mẹ nói lời xin vâng với lời truyền tin của sứ thần. Cho nên lời xin vâng
khi mẹ nói với lời truyền tin của sứ thần đó, nó không chỉ nói một lần mà là trong suốt cuộc đời của mẹ. Ngay cả khi đứng trên thập giá đây nè, tưởng chừng như lời xin vâng đây đã thành toàn rồi, nhưng mà không, mẹ vẫn xin vâng để đón nhận cả nhân loại trở thành con của mẹ, và mẹ trở thành mẹ của nhân loại qua hình ảnh đại diện là Thánh Gioan. Thánh giá của Chúa gắn liền với mầu nhiệm tự hủy của Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta cùng với Hội Thánh mừng lễ gọi là lễ mẹ sầu bi đó. Nhưng có phải chăng chúng ta chỉ dừng lại ở thánh giá, ở sự sầu bi, thưa không? Mà đằng sau thánh giá, đằng sau sự sầu bi ấy là cả một niềm vui. Niềm vui của việc được dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa cuộc đời của mình. Niềm vui của việc để cho lòng tin của mình được Thiên Chúa dẫn đưa. Niềm vui của việc khám phá ra rằng thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa thì cao sâu gấp ngàn lần ý muốn nhân loại của con người, và thánh ý của Thiên Chúa thì tốt đẹp gấp ngàn lần ý muốn của chúng ta. Kính thưa anh chị em, đây cũng là lúc mà chúng ta hãy tự hỏi rằng đâu là thánh giá của chúng ta ở trong cuộc đời của mình, và thánh giá đó có mang đến cho chúng ta niềm vui, hay thánh giá đó chỉ là một sự mang vác vì không còn cách nào khác nữa. Khi tôi đi thăm một vài anh chị em có những hoàn cảnh khổ đau, ốm đau, bệnh tật, thì bà con nói với tôi rằng là thưa cha, thánh giá Chúa nặng quá. Thế thì tôi hỏi rằng nếu như ngay bây giờ mà bà biết rằng Chúa muốn bà vác thánh giá cùng với Chúa thì bà có vác không? Bà ấy trả lời: thưa cha, còn cách nào khác nữa đâu, phải vác thôi. Thưa anh chị em, chúng ta vác thánh giá theo Chúa với một cách hết sức là thụ động, vì không còn cách nào khác nữa. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta được mời gọi là hãy chủ động mang lấy thánh giá vì tình yêu của Chúa và vì con người. Và đấy là bởi vì con đường nên thánh của chúng ta. Không ai cho chúng ta là không có thánh giá cả. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng chính lúc mà chúng ta chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình với những cái khổ đau của thánh giá, với những cái nặng nề của kiếp người, thì đấy là lúc mà chúng ta đang bước dần trên con đường nên thánh. Ơn gọi của chúng ta là như thế. Lạy mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp mẹ của chúng con, xin cho chúng con luôn biết ý thức về những khổ đau ở trong cuộc đời của mình. Và xin cho chúng con biết rằng chúng con đừng nài xin Chúa ban cho chúng con điều này hay điều kia nữa, nhưng xin Chúa cho chúng con biết dám bước thánh vác thánh giá theo Chúa. Và chúng con phải tự hỏi rằng chúng con đang muốn làm gì cho Chúa và cho tha nhân. Amen.